Xin chào tất cả mọi người. Hiện nay mình đang đứng trên đường Đinh Tiên Hoàng. Thì không biết sao mà thời gian gần đây thì đường Thành phố Hồ Chí Minh thì xe rất là đông, lượng ô tô có nói rất là nhiều. Đây là trục lộ chính để đi ra khỏi thành phố. Hiện nay thì giao lộ Đinh Tiên Hoàng cũng điều chỉnh về có một để di chuyển, nên mọi người di chuyển đường này để ý nha. Đoạn qua đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay đã điều chỉnh lại rồi. Nếu ai đi trong đoạn đường Lê Duẩn đi về phía La Cao thì chúng ta sẽ đi hướng một chiều trên Đinh Tiên Hoàng. Còn anh chị nào mà muốn đi về Sở Thú, đường Nguyễn Bính Khiêm thì chúng ta cũng chỉ rẽ phải ra Nguyễn Hữu Cảnh chứ không được rẽ trái nữa nha. Anh chị nào rẽ trái ra Nguyễn Hữu Thai sẽ bị phạt nha. Xe rất là đông. Mình đang đứng gần đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn đường Đinh Tiên Hoàng của Nhân Thủ. Nói là xe rất là đông luôn nha. Mà trước mặt khu vực này nó là còn một cái tiếp theo nữa là trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, nên nhiều quên sẽ đón con, dẫn đến là di chuyển chậm hoặc kẹt cái cục bộ. Và mỗi chiều mọi người lưu ý